Trong cảnh báo, CBSI yêu cầu các sĩ quan cảnh giác với nghi phạm đã xả súng sát hại ít nhất 18 người và là 13 người bị thương tại Lewiston. Các sĩ quan Canada đã được cảnh báo nguy cơ cao sau vụ việc và đang nâng mức cảnh giác tương tự như các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Theo CBSA, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và Mỹ để bảo vệ biên giới Canada trước mọi nguy cơ hay âm mưu xâm nhập trái phép. CBSA cũng bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng. Trong một diễn biến khác, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã bao vây ngôi nhà của gia đình Robert Card, 40 tuổi, ở khu vực Baldwin gần Lewiston và điều động máy bay không người lái và trực thăng đến đây. Cảnh sát bang Maine cho biết thông báo từ các đặc vụ tại hiện trường là lệnh khám xét tiêu chuẩn, chứ chưa xác nhận nghi phạm Card đang ở trong nhà.